Hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của bé Peo. Và ngày hôm nay thì tôi tìm được một cái map giải mã cặp đôi bạn ạ. Và ngày hôm nay người may mắn vào được phòng là bạn DK Sói. Ê, bạn DK Sói đã vào được phòng lần này. Và tất nhiên rằng là mic của mình vẫn không nói không ai nghe bạn ạ. Chơi PA lag quá à. Hôm nay chơi giải mã nên không sợ lag đó. Ok, ngày hôm nay trải nghiệm thử xem giải mã cặp đôi cùng DK Sói để coi thử xem cái map giải mã cặp đôi này nó có gì hay, nó có gì thú vị không bạn nhá. Ở bên màu hồng bên màu xanh này. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký cho nên kiếm hộ mẹ bé bận nhá. Ok mày. Từ DK Sói mình là không có Discord nhỉ? Khoan đã, từ nào. DK Sói không có Discord à em? Hỏi thử đây có sói xem có Discord không. Tâm bác giải mã cặp đôi gì. Ê, lấy đồ này. Ê, What's up, có 64 cái gà đẹp quá lộ. Thôi coi như mình không thấy gì nhá. Coi như mình không thấy gì nhá. Ok. Nhưng mà tự nhiên em nhường slot cho người khác vô à? Ok em ui. Trời ơi, em bận học bài rồi ạ. Ok rồi thì xin chia buồn bạn DK Sói nha. Chúng ta sẽ cùng chờ đón người tiếp theo bạn ạ. Một. Ok bạn ơi, thì người may mắn ngày hôm nay lại là Pi Quang. Ê, Pi Quang hôm trước hình như là có chơi cái gì nhỉ, cái parkour cặp đôi, ngày hôm nay là chơi giải mã cặp đôi bạn ạ. Nhưng mà đây toàn tiếng tàu tiếng Trung, chả hiểu gì bạn ạ. Rồi cứ chiến đi. Bánh pizza à? Bánh kem bây giờ đổi thành bánh pizza rồi biết đấy. Trời ơi, có hai loại pizza đây. Pizza đấy, pizza này nhân gì đó, nhân trứng à? Còn bên pizza này là pizza thịt bạn ạ. Ok, bây giờ bánh kem mà đổi thành pizza, mà đồ ngọt chỉ thành đồ mặn này thì cũng được các bạn ạ. Rồi, ngày hôm nay trải nghiệm thử xem giải mã cặp đôi chơi như nào bạn ạ. Qua bên kem ơi, anh màu xanh rồi. Anh màu xanh. Yum. Đi ơi. Lưu xanh nào, đầu tiên là phải đi tìm cái gì đó trong này, một dương này. Một cái kênh gạt. Ok, hiện tại anh đã có kênh gạt rồi này. Đây, mặc dù chủ mát cho anh tận 64 cần gạt thì sẽ không xài đâu. Anh sẽ không xài cái đấy nhá. Anh không xài đâu. Bằng cách đó tự nhiên chủ mát cho tận 64 cần gạt cơ. Cái gì ấy? Ủa? Cầu thang à? Cầu thang bạn ạ. Ở trên có gì không? Có gì không? Cha lên nào. Cho đây có gì không? Ủa? Không có gì á? Cái dương kìa, trời ơi không có gì. Ok, ok, thấy dương chưa? Xong. Ok, mở cửa. Rồi, hợp lý. Ôi, ở đây một cái thảm này. Chắc là tìm dưới đáy thảm rồi. Khả năng cao là tìm đồ dưới thảm bạn ạ. Chắc là thế. Tìm một cái hang nào đó ở dưới thảm này. Ôi, bên kia là mây có vẻ dễ hơn nha. Thì bên mình là thảm ơi. Mình là thảm phải đi dò bận ạ. Cái gì ấy? Ha, cái này đều bị người phát hiện. Bất cứ thế là dịch từ tiếng Trung qua đọc. Thà không đọc còn hơn. Chế tạo công tắc. Nhưng mà hình như công thức chế tạo công tắc bây giờ khác đúng không? Từ chế tạo một gậy gỗ này. Ê, hình như từ nha. Hình như công thức chế tạo một công tắc bây giờ nó đâu có giống như ngày xưa đâu đúng không? Ảo nhở. Ê, mình cần đá này. Ok, đá này. Bây giờ nó còn không hiển thị cái công thức ở đây các bạn ạ. Hình như bây giờ đồ có đồ à? Có gỗ à? Ok, cần bao nhiêu để chế cái công tắc ấy nhở? Từ anh coi lại cái công thức chế tạo công tắc nào. Bây giờ công thức nó khác rồi. Ê, quay kìa, quay lại phòng cuối mày, quay lại phòng cuối đi. Mở cái đấy, ok, mở, coi. Bây giờ là không chế tạo được cần gạt à? Phiên bản hiện tại là không chế tạo được cần gạt này. Ôi, bây giờ không chế tạo được cần gạt bây giờ nó không hiện công thức này. Nó không hiện công thức tức là không chế tạo nữa đúng không? Nếu mà nó không hiện công thức tức là bây giờ không thể nào. Trời ơi, giờ anh biết á. Thế bây giờ sinh tồn xài gì ta? May quá, có cần gà sơ cua không? Không sợ. Chủ mát cho anh mới cần gà sơ cua xài thôi bạn ơi. Ôi, ảo thế nữa, bây giờ mình biết là bây giờ không thể chế tạo cần gà trong sinh tồn các bạn ạ. Cái này mới biết nha.
ảo nhỉ, cái gì? Cái này là cái thả gà. À, để coi xem có trứng gà gì không, như phải thả gà đây bạn ạ. À ha, triệu hồi bù nhi bạn. À, lấy à, lấy bí ngô, đúng rồi. Kiếm bí ngô đi, bí ngô để nhét bìu nghìn. À, ngô mà, ủa sao bảng tên, ủa có khác, có khác không, có khác không? Ủa mới này thôi à? Ủa không có gì thêm à? Ủa có mỗi cái bảng tên thôi á? Ủa ảo vậy? Ờ không có bí ngô bí ngất gì à? Phải không, phải không, tìm kỹ lại xem phải không. À có bí ngô à? Thả vô, thả vô, thả vô, thả vô. À đâu đâu đâu, không lại là có cái gì thả hết nào. Nói chung là nhặt được cái gì thả hết vào đây coi xem nào. Thế á? Ơ à, đèn quả Bejubu đấy á. À ủa lag này, ủa bị lag này. Ơ à, bị lag này. Ơ à. Ủa bây giờ bị ngô nữa. Ơ bây giờ không chịu hồi là bù nhìn à? Cái thế bây giờ. À bây giờ đến cả bù nhìn cũng không triệu hồi được. Thôi không sao, không sao, không sao, chúng ta lại có bí kíp khác. Bí kíp gia truyền của mèo Peo rồi. Yên tâm, tôi có bí kíp khác nha. Mèo Peo có bí kíp khác bạn ạ. Cay thế nhở. Bây giờ công thức nó loàng hoàng. Ồ vậy là bây giờ tất cả những cái map ngày xưa bây giờ phải chỉnh sửa lại bạn ạ. Đó, ok đi, 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 đi. Phải triệu hồi con khác vậy. Anh ảo thế nhở. Hợp tam bì ấy, level này là gì ấy? Bây giờ bất ổn quá, bất ổn quá. À, đi qua này. À, ok, ok. Ồ, bây giờ giải mã các thứ bắt cua mới bất ổn. Ôi, nhảy nhảy qua em ơi. Rồi xong luôn, rồi xong luôn, rồi xong luôn. Rồi xong luôn. Đi, 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 đi. Ôi, vẫn cố bám tường lên được. Rồi, còn tí máu chết luôn đấy. Ghê, 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 mà bám một tường luôn mà. Kinh quá nhờ. Nghệ đấy, nghệ đấy, nghệ đấy. Nhìn nghệ đấy. Ra gì đấy? Đưa cho bạn găng tay trọng lực. À, sau đó ném bóng vào lỗ, ok. Đi kiếm đi. Kiếm cho anh gần chất găng tay trọng lực. Ồ, bây giờ giải mã bất ổn quá nhờ. Bây giờ phải thay đổi nhiều thứ quá. Ok, đưa găng tay. Rồi, có găng tay bạn ơi. Găng tay trọng lực. Ồ, có gì đâu? Khoan. À, thì ra là thế. Ok, ok, ok. Rồi. Burly, hãy tìm kiếm mật khẩu. À, ok, để anh tìm rồi, anh tìm không? À, mật khẩu bên này à? Ok, ok, một cái lá thư. Chắc là có một cái lá thư mật khẩu đó bên này. À đây. Mật khẩu là... Đợi tí nha. 23568. Đó. Mật khẩu là 23568 nha. Có không, có không, có 23568. Đó, có em mời, có em mời. Ơ, có không? Ơ, nó không mở à? 23 5. Từ, gạt theo thứ tự đi. Mở hết em nào. Gạt thử theo tự ra mở được. Gạt hết lại, gạt hết lại, gạt hết lại. Gạt hết lại em nào. Ơ, ảo nhỉ. Ơ, bây giờ gạt 2 chứ. 2, 3, 5, 6, 8. 6, 8. Ủa? Ủa, bịp à? Ủa, như nào? Ủa, không bịp à? Ủa, đâu? Ủa, cái map này bắt ổn rồi. Hay là bây giờ đá điện sửa bây giờ nó không công dụng được gì, anh coi nào. Ồ, cái gì này? Từ 2, 3, 5, 6, 8. Quay đâu nhỉ? Ừ ha. Ờ, có thể là do bây giờ cái đám điện bây giờ nó khác ngày xưa cho nên bây giờ nó không có công dụng à? Ảo nhờ, ở đây nó ghi là... Em, 2, 3 này nó cho thư đấy. Nó ghi là 2, 3, 5, 6, 8. Ôi dồi, thôi xài xin đi bay qua em ơi. Xài xin đi bay qua đi em. Cay chết rồi. Ồ, nhiều khi bây giờ
nhiều khi bây giờ nó khác ngày xưa bạn ạ, bây giờ nó khác rồi. Bây giờ là nó khác các bạn ạ. Ồ, bây giờ khả năng cao là nó khác rồi. Trời ơi. Không giòn rồi, không giòn rồi. Ồ, thế quái nào bạn ạ? Nè. Bây giờ nha, có thể là do là một số cái công thức đá điện bây giờ nó lại khác bạn ạ. Cho nên rằng là gì nhỉ? Gọi như nào ta? Cho nên rằng là bây giờ nó kiểu như nào nhỉ? Cái điện nó không kích hoạt được, thành ra nó chứ lởm quá bạn ạ, khó chịu quá. Ok, ở đây mình gì ấy? Công tắc bật lên sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Không cắt được là sao? Ủa? Sai kéo không cắt được à? Kéo bị sao lên thử em. Ôi. Ừ ha, bây giờ cái này mình xài dìu mà. Ôi nhờ. Bây giờ cái khối này xài dìu. À, ngày xưa xài kéo, bây giờ xài dìu. Ôi trời ơi. Không sao, anh cũng bấm được mà này. À, không phải lấy cái bắn qua này, thôi lại bám tường qua, không biết sao giờ. Khiếp thật, map giải mã bất ổn mà ạ. Trời ơi, map giải mã bất ổn quá. Ôi dồi ôi, quá là bất ổn bạn ơi. Cái tên à. Tóm lại là bây giờ là nó khá là bất ổn bạn ơi. Đó. Ôi, quá là. Ok, cái gì đây? Bây giờ thành một cái map giải mã gì đó. Bấm gì đây? À, di chuyển bằng cái này vào cái kia. À, đơn giản. Em đơn giản, di chuyển đến di chuyển đây. Bật lên này. Từ đã. Ok. Nghe qua. Đó. Như vậy sang này. Từ cái này lên này. Ủa sao ta? Ủa? Ok bạn ơi, rồi đi. Thôi, cái cuối cùng là cũng thắng các bạn ạ. Trời ơi, cái map này bất ổn lắm luôn á. Ê, giải mã kiểu gì mà chơi loằng ngoằng cuối cùng mà chảy hở sao các bạn ạ. Mình mà sợ chủ map bây giờ không còn chơi nữa mà hình như map này chuyển từ server chung qua nên khả năng cao là không sửa đâu bạn ạ. Muốn sửa cũng chả sửa được luôn á. Đấy, bây giờ như kiểu một game mới mà thành ra những cái map cũ bây giờ muốn chơi cũng khó bạn ạ. Ok, đi video xin phép được. Kết thúc thôi, cái map giải mã này nó bất ổn quá. Mong rằng bây giờ bạn nào mà có những cái map cũ mà hiện tại bị lỗi thì có thể cập trở lại nhá. Bây giờ nhiều thứ nó mới lạ quá bạn nào không quen. Ok, video xin phép được kết thúc thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.